Ê, từ từ mày nướng cái này với chị trước đi, cái chỉnh sang 130 độ 2 phút. Cho chị giấy giấy bạc đây. Cho chị một bình giấy bạc khác. Đây. Cái gì? Thì cơm không? Chị nơi ra đây con ơi. Mày nhớ chị. Con đây ngồi đứng vào đây. Chị xin chúc mình. Con cầm cái. Con mua cho con một cái nha. Nhìn vậy à? Ăn thử cái này mua để mà nghĩ là ngon thì đấy. Nó con được vừa lấy xanh cho cái kia. Cầm ấy, cầm ấy, cầm ấy, cầm ấy. Đây cái này dân đi nhậu phải biết cái này, dân đi nhậu là phải biết cái này như mấy bà mua để mà đi nhậu thôi, sương sương cuộc đời. Con đi lấy củi làm gì vậy Kiến? Dạ, làm này. Kiến ơi, không phải đốt đi được trong chung cư đâu như con nha. Hôm nào mình đi dã ngoại thì con mình đốt, chứ mình đốt củi kia là chết đấy con ạ. Ơ cái gì? Đó, cái này mới mua ba ăn thử. Thấy chúng ăn nhiều quá. Mình may quá nó cho lò cho cái gì đấy, cho. Ồ má nó ngon nha. Vừa bốc ra tạo cho chị kéo. Ồ vừa bốc ra ngon nha. Cái này là tôm thẻ nha mọi người. Tôm thẻ là tôm sông không Trang? Tôm thẻ là tôm nuôi. Nhưng mà sao nó ngọt thế? Chị để này chị nướng được không? Hay là cho vào cái đĩa, hay cho cái cho vào cái giấy bạc kia thử xem mà. Sợ nó không khô như mọi người, à sợ nó bị khô mọi người lấy miếng giấy bạc. Đó, đây. Đây là cái này ở bên vợ của Mạc Hồng Quân. Em Kỳ Hân Nguyễn bán nha. 200g là 280.000. À cái này hút chân không rồi mọi người. Ba, ba. Em ấy thử ở đây xem mà ăn ngon không nào, mua mang đi. Ngon lắm. Nó làm ngon lắm. Cho, và nó bảo em là cho mê cú quay. À quên cho lò, lồi chi không dầu. Lợn gì nữa. Nhà em không có mê cu quay thì em bán rồi. Ngày xưa mua 5 triệu mới bán mẹ rẻ 2 triệu mà dùng có 2 lần. Cái này nó hơi cực cái đoạn là các bạn phải tháo ra như này nha. Cái này mọi người mà mua liên hệ Facebook Kỳ Hân Nguyễn. Số điện thoại 0902922699. Ủa sao 200g mà nhiều này trời. Ờ 200g mà nhiều má ơi. Ba ba em tưởng là nó ít, em định hai lạng tôm á. Mình vừa mình mua hai lạng tôm thì mình đâu có ấy nhiều hay đâu. Hóa ra là hai lạng tôm nhiều lắm. Cho mọi người xem thử nha.
Ngon nha, trông hấp dẫn lắm nha mọi người. Đây là một gói này là 200g này. Đó, đóng gói như này 200g nha mọi người. Đó, cái này là ăn được luôn. Nếu mà đi picnic là ăn được luôn, không cần phải làm nóng lại. Không cần phải làm nóng lại nha. Đó. Nói chung là thấy con em nó đăng Facebook hai vợ chồng nó uống bia với nhau ban đêm. Nên là em cũng mạnh dạn, các bác hiểu không? Rượu thì nhà em hơi nhiều. Cái kìa các bác nhìn bình rượu nhà em kìa đó. Tối hai vợ chồng khui ra uống nhiều khi lâm dâm. Lâm dâm. Đó. Em bọc ở đây em nướng luôn nào. Có hơi nhiều không nhỉ? Em thì em không biết về nữ công gia chánh lắm, em bọc ở đây em nướng cho nó đỡ khô. Và bên shop bán nhiệt bảo em là để 130 độ. Làm trong 3 phút. À trong 2 phút. 1 2. Đó, 130 độ trong 2 phút. Rồi. Đó. Cất vào trong này. Thơm lắm mọi người. Em có biết tôm thẻ là gì? Vừa hỏi cô Trang bảo là tôm nuôi. Cái này mà ngon đi mà. Mua cái này vác đi. Nhưng mà sang bên kia để uống rượu, mà tao uống rượu luôn nhỉ. Bên kia chồng em không có bia rượu nhậu nhẹt bao giờ nhưng mấy chị. Cầm cho tấm thôi hả? Cho xin bức hình coi. Hai ba con ra cho xin bức hình, cầm hai ba con cho xin bức hình, cầm á. Khi nào mà nó 3 phút nó kêu to mà Trang cầm ra chị nhá. Con Kiệt Kiến ơi, Kiệt. Con trai của cô Hân á. Là đẹp trai lắm con ạ. Thì nhiều khi mình làm thông gia, mình chụp bức hình mình làm thông gia con. Thì mẹ con muốn con cưới con không? Cái gì? Mẹ muốn con cưới con hay là cưới người đó? Con nghĩ là cái cuộc sống bây giờ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hay sao? Thì mẹ bảo là thôi cưới con đi thì mốt vẫn là... Sao nó thơm ấy nhỉ? Đeo kính lúc sáng đẹp hơn à? Ở thế à? Đây là kính này con. Ba đeo kính này dùng em nhớ kính này giống của ba này. Ông này ông cũng gương mặt vàng trong làng đeo kính lắm đúng không? Ê đẹp nha, ngồi yên đó. Đi ra để chụp cái ba bức hình. Ba mày ông em đeo kính này hơn mình đeo. Đây đẹp nha. Cái này lưu giống như kiểu là mới đi học sinh nhỉ. Có bỏ mày đẹp với ghê chứ. Ôi đẹp nha. Anh lấy này đeo không? Anh đeo này đẹp hơn cái kia. Mày. Cái tầm mà đeo kính này ra đường ngủ má gái nó tưởng là trai Hàn Quốc mới về. Cái gì? Hàn Quốc chứ phải Hàn Quốc. Mồm nói liên tiếp mẹ răng vào rơi đây à. Hàn Quốc ta mẹ muốn cốt thế nào? Ờ được nha. Đúng là cái kính này nó bị ế. Thằng vui vào bả chứ bả vui. Không phải. Em thấy cái kia nó đẹp. Xong rồi em cho thằng nhân viên đeo nhựa đeo thử. Em thấy đẹp nhưng mà em không bán được cái nào cả. Bởi vì là nó là kính nam. Mà em đeo nó không có đẹp. Được. Ok. Để cái chụp tôi gửi cho Nhung là thuê người mẫu nam này về chụp hình kính nam cho Nhung nhá. Ồ, má ta nói đẹp hơn. Rồi, để tôi chụp bức hình. Ồ, mấy anh các bạn. Công nhận ông đeo cái này đẹp hơn tôi đeo không? Bị mày lạc giống tay từ Hàn Quốc, nhiên nào. Người ta... Tiền nó luôn đi. 490.000 mà này. Giảm 490.000. Nào, xem nào, bỏ mày cái chữ, đeo được rồi. Sao tôi chụp vào, rõ ràng mày cứ căng chỉ mà sao tôi to thế này.
không rõ ràng tôi vẫn già hơn. Không được, không được. Được 3 phút chưa? Người ta trai đẹp đeo gì chả đẹp. Ông này ông ấy đeo ấy là ông ấy tháo ấy cái gọng ra này. Anh đeo kia già hơn cái này. Trời thần trợ. Chín chưa cha? Cái 3 phút chín chưa? Chén thử xem nó ngon. Cái gì? Em đeo là không đẹp bằng mũi đeo như mấy bà này. Em đeo thử cho mấy chị nghe xem. Em đeo là không đẹp bằng mũi đeo. Anh thì đúng không? Em đeo không đẹp đúng không? Tôi trả lời rồi, hỏi chi vậy? Ba đi tìm khăn lau cho anh Hoàng này coi, tự dưng dính như này. Kêu Trang rửa đi, lấy cái này lau. Louis mà trời cởi nón ra đẹp hơn Trang yên tâm à? Úi trời ơi. Đéo được rồi. Tôi đeo như con ma già. Em thích chị Trang đeo hơn à? Em nói thật lòng đi. Ta không, ta đâu có sợ. Ta sẽ up lên Facebook cưng trưng cầu dân ý. Đeo có được không? Được pha không? Thất lợi. Này kính cận của em hả? Kính cận của em. Tôi sẽ đăng lên Facebook tôi hỏi xem ai đeo đẹp hơn. Ông cắt cái tóc xong ông rất giống Hàn Quốc, còn mình là mẹ thiên địa như con na già. Chị nhuộm tóc này hợp lắm á. Mấy bữa định đi đổ màu xuống cho nó xuống màu một tí. Màu tóc này tên là nâu rêu. Màu nâu rêu. Nó nóng cái Trang. Đói quá. À đúng rồi, mẹ chờ tiện ra trưa nay ông phải ăn bún đậu. Còn mình ăn miếng bánh bao. Đói tơi cả mõm ra. Ba bà trong giường lấy em rêu tóc màu đen con. Đầu giường anh ạ. Cái tôm này á, bạn này là hướng dẫn sử dụng, nếu muốn ngon hơn nên cho vào nồi chiên không dầu 2 phút, nhiệt độ 120-140. Bảo quản nên bảo quản ngăn mát tủ lạnh để tăng thời gian sử dụng hạn, sử dụng lâu năm. Đó. Xinh lắm chị đẹp hơn chồng chị chuẩn luôn rồi. Một comment mang tính chất là công tâm. Điệp che gì? Tí chị sẽ đi Facebook em. Ngon không, ngon không? Ba ơi. Ồ, men ta nói. Nó thơm, nó ngon. Ồ, men. Mai mốt phải đi ra bên thằng Trương Minh Hùng để nhuộm lại cái tóc. Cho nó giống cô dâu một tí, giờ giống con gọi là con chủ hụi. Bắt tay rất là dân chơi. Đó. Mọi người đang hỏi mua áo địa chỉ nào đẹp, biết bà áo nào. Cái này Facebook Kỳ Ân này.
Số điện thoại 0902922699. Một gói này 280.000. Đó, dân nhậu đây à. Tí nữa đi ra cái quán gọi là mấy em ta nói. Tí nữa đi ra cái quán gọi là quán rượu vang. Ăn thử. Ngọt ngọt thịt, cay cay nhá. Cay cay nhẹ nhẹ nhá. Áo đang mặc ở mua bên Thái Lan. 250 bạt. Nguyên bộ. Ồ, ngon nhá. Ngon nhá. Có ly bia đúng hết bài. Rót ly rượu, con Giang bảo rót ly rượu. Nó ngọt lắm Giang ạ. Tôm thẻ ngọt thật nhỉ. Ngọt lắm tôm chú à. Thằng Cam nó bán tôm khô ấy, không phải tôm khô tôm thẻ. Nốt bạc là cái gì? À, tôm thẻ nuôi theo công nghệ là lót bạc dưới cái hồ. Mà mấy cái vựa tôm chỉ đi miền Tây người ta hay như trong cái ruộng, xong mà đắp đê cao lên đấy, đúng không? Xong mà cho máy oxy vào. À, thảo nào mình đi, mình đi miền Tây mình thấy người ta nuôi tôm. Nhưng cũng có nhiều người vỡ nợ vì nuôi tôm đó mày. Ngon nha. Cái này uống bia hết rồi. Một gói này này 200g mà 280.000. Nhưng mà nướng lên mình thấy là nướng lên quá nhiều. Một đĩa tôm mình nướng lên quá nhiều. Ngon vô cùng. Cái này mà đem đi gọi là mua làm quà cho gia đình bên nước ngoài là chuẩn cơm mẹ nấu. Ba ơi, ăn thử gói được không? Phải còn đem đi để đặt hàng này, mang về bên kia biếu tặng. Thế là 1kg 2.800.000. À không nhầm, 200g là 280. Bán thử miếng coi. Ngon quá. Không bỏ đuôi là ông nội. Nhai mẹ cái đuôi luôn. Ngon à? Ngọt không? Em nó ngọt nha. Ngọt được á. Đúng rồi. Bây giờ tí cầm này ra quán có bây giờ mất sang không nhỉ? Mình ra cái lao của người ta mình ngồi. Không, nó chỉ bị nhục chút thôi. Nào giờ là không bao giờ có sang rồi, nên đừng sợ mất. Tí nữa hai vợ chồng đi uống rượu vang. Mình thấy món này ngon. Mình định bảo là đem cái này đi ra quán rượu vang được không? Có bị nhục không? À có được sang không? Chồng bảo là đã bây giờ sang đâu mà hỏi có được sang không? Chỉ hơi nhục tí thôi. Ok. À. Chàng cái nên bận quần nào không giờ nó trực. Cái gì? Nó sợ ngồi lâu. Ngồi lâu thì sao? Thì sao? Không chết được đâu. Chỗ nó lạnh. Chỗ trong lao nó lạnh. Ừ. Lớn nào 20 độ. Không, nó nổ phải 24-25 độ. Ngon không? Được. Nói chung là đây à. Ê, nếu như thế nó không có đắt lắm anh ạ. Nếu như tính như này là 200g là 280, thì 1kg có 1.400.000. Ngon ngon không? Được không? Em mới ngon, nhưng mà vấn đề bên kia anh còn đâu? Nhậu nhẹt thì không nhỉ? Rượu vang đâu nấu đâu ngon á? Rượu vang ở mình khi mình uống rượu ấy chị, rượu mà ngon ấy là nó phải có bạn hiền. Ví dụ như bạn Trang đang ngồi đây này, bạn Trang thì còn có thể ngon, chứ bạn Louis thì thôi ha.
Mọi người nên nhớ này, nếu như uống rượu mà có trang thì là vui, chứ còn có lút thì ba trận là ngủ mẹ rồi. Đó, thấy không? Uống rượu là phải có bạn hiền, rượu ngon phải có bạn hiền, chứ còn uống với cái ông này uống mà được chết. Đó. Ngon, nói chung mà tí nữa tôi cũng lén nút tôi vắt cái túi này đi à. Vào đấy tôi bảo nhân viên phục vụ là em cho vào lò vi sóng mà gì? Vi sóng có giống mắt giống giống lò nướng không? Không, lò nướng là lò nướng. Sao vẫn nóng? Nó phải nhiệt thì nó sẽ nóng thôi. Ly sóng, vi sóng mà nó giá đông này. Thì tùy chế độ em. Ngày xưa em mua rồi, nhưng không biết xài, em đi bán rẻ là lên mua 5 triệu mà em bán lại 2 triệu. Không biết dùng. Cười cặp. Ngày xưa ấy, nó có một cái hộp. Chỗ cái tủ trắng này chính là chỗ để đâu. Không phòng á. Thì lúc nào cũng phải dính theo cái nhà mà. Thì đúng rồi, nhưng vì em thấy không xài, em sợ nó hết mốt em bán rẻ. Vì em không giá đông cho lò vi sóng. Em giá đông phương pháp cổ truyền, để từ tủ đông lên tủ mát. Cái đó nó cũng đâu đủ đủ mạnh để mà rã nguyên con gà hay nguyên cục thịt gì, nó không có. Ờ, nhà này không ăn con gà cục thịt không ạ? Ừ, nó không có rã. 200g gói lên từng gói rồi. Ừ, nó không rã được sạch đâu. Mình cũng phải bỏ ngoài thả đông thôi, nhưng mà cái vấn đề là giờ 30 giây 1 phút là người ta chỉ cần lại ăn. Mình cần phải bực cái lò lên. Chê không biết dùng máy lò vi sóng. Đơn giản là thế, nó không hợp lý. Mua về không xài. Cha nội này chê em mua máy lò vi sóng. Thôi là không có mà em mua rồi. Em mua rồi, sau đó là em bán. Kiến ơi, ra đây. Cái nó hơi cay nha, nên là trẻ con không ăn được. Cá hồi nướng mẹ. Có ăn được không? Xé miếng nhá. Nó có cay. Mẹ nghĩ là nó hơi hơi. Sao? Cay quá. Cay quá, không được. Đúng là hợp với dân nhậu. Thấy chạy, thấy bình rượu ngồi trước mặt nó cũng sexy đấy. Kiến ơi, ngon quá. Chết mẹ. Cái này mà cứ ngồi ăn. Cái có béo không nhỉ? Không mập thôi. Trang bé ngửi cho Trang. Anh kêu cho em ngửi ngon không? Chị công nhận cho Trang ngon nha. Ăn như nhỉ? Vừa nãy chị mà hôm nay mày dỡ ra chứ. Chị cho cả túi vào thì chắc ăn đến ngày kia. À, tôm khô nó cái này nó tẩm này. Cái này nó làm tươi này. Cho nó tách ra. Nó ướp. Ướp muối. Ướp là ớt. Xong rồi nướng. À, nó phơi, nó ngon. Đã mò ra thêm một món. Không dầu mỡ đúng không? Câu Trang này xác minh, không dầu mỡ, không mập. Tôi ghi nhận là ngon. Đi nhậu 10 điểm. Cái món này bạn con miền Tây mà làm á là bán được hơi bị nhiều hàng luôn. Tôm thẻ rất là ngọt nha.
đi ra đây, Facebook bán cho con bé này. Trời ơi, sầu riêng. Muốn ăn sầu riêng mày gọi con này luôn. Đây cái luôn này nè. Mình không có cắt sầu non rồi mình ép chín, mình sẽ cắt sầu già để nó chín tự nhiên á. Đó. Nên là mọi người ăn nhà tôi thì mắc tiền chút nhưng mà đảm bảo là ngon. Đấy, mua tôm nhà con này luôn nè. Đi nha. Đi đây. Bye bye cả nhà, em đi đây. Trang ơi, còn 5 con mẹ ăn nốt rồi chị. Chị đỡ cất. Ngon quá. Mày đừng vứt cái giấy bạc đấy nhá. Đâu có bà vui thay đổi đi nhậu ơi.